Đây anh chị thấy ha, con đường đá xanh Con đường này có cái bản dự án mở luôn nha anh chị Dạ em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang xin chào anh chị nha Hôm nay nhà đất Minh Xem Tiền Giang có về xã Long Định của huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang Để quay giới thiệu cho anh chị mình một mảnh đất có tổng diện tích là 1214 m vuông Nhưng mà ở này chủ có cắt ra 3 lùm 2 để bán luôn nha anh chị Bán là một bên đó là 250 triệu cho 600 m vuông còn một bên là 300 triệu Cũng là 600 mét vuông luôn Trước tiên để em giới thiệu sơ lược về vị trí con đường và hướng đi cho anh chị mình xem và tham khảo luôn nha Hướng trên màn hình anh chị đang xem Đây là hướng ra quốc lộ 1A Khoảng cách từ ngay vị trí đất mình mà ra tới quốc lộ 1A thì tầm khoảng 500 m nha Và từ đây mà anh chị đi ra tới ngay cái vị trí tấm tường đó đấy ha Là khoảng 50 m là anh chị ghé mấy bên phải là đi thẳng ra quốc lộ 1A luôn Là khoảng cách là tầm 500 m nha Ra đó anh chị anh chị về Quỹ ban dân xã Long Định, chợ Long Định ngay đó có trường học có đầy đủ tiện ích luôn. Khoảng cách thì tầm khoảng 1,5 km là tới à. Còn anh chị đi hướng ngược lại là anh chị đi về thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang nha. Để chút nữa em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem cho nó chi tiết và cụ thể luôn. Con đường mình á thì đường xe qua lâm chạy vào tới được nha anh chị. Còn ô tô thì mình không vào tới được. Còn sau này nhà nước mà có làm á thì ô tô mình mới vào tới được. Ở đây thì cũng có nhà dân người ta ở nữa nè nha. Còn hướng ngược lại, đây là con đường thông. Đây là anh chị thông về ngay đường Đan. Nhưng mà con đường đó tên con đường gì em quên rồi. Nhưng mà đường đó là cũng đường ô tô á. Phản cách đi con đường này ra tới đường Đan bên đây á. Thì tầm khoảng 400m là tới cái con đường Đan. Đường Đan ô tô á. Ở đây nhà cửa người ta cũng có ở nhiều điện, nước, wifi đều có đầy đủ luôn. Còn cái mảnh đất mà em giới thiệu cho anh chị hôm nay là cái mảnh đất này. Có lưới gạo B40 đều hết luôn rồi nha tính từ miếng này nè anh chị mà đi dài lên mút tả luôn nha là 54 mét mặt tiền và mình có cái chiều sâu là 22 mét mấy cho nên tổng diện tích hết luôn cái thửa này á là 1214 mét vuông nhưng mà cái này nếu anh chị mua thì chủ có cắt cái lùm hai giống như ngang là 27 mét và mình chiều sâu vào 22 mét mấy tổng diện tích là 600 mét vuông á chủ bán cái khoảng bên đây á là giá là 300 triệu còn phía bên kia cũng ngang là 27 sâu vào là 22 mét mấy chủ bán bên kia là 250 triệu tại vì nó đi sâu hơn nó ra cái đường hướng quốc lộ á thì nó sâu cho nên cái thửa bên đây á, thì chủ bán nó cao hơn cái thửa bên kia và đây là em quay về hướng mặt tiền của cái thửa đất của mình mặt tiền của thửa đất mình thì xây về hướng bắc cho cô chú anh chị nào hạp về phong thủy á, để tiện tham khảo luôn còn tính từ ngay cái vị trí đất mình mà về tới ngay trung tâm của thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang là thời gian đi. Thời gian đi thì tầm khoảng tầm khoảng 16 phút, khoảng cách là 11 km. Còn anh chị nào ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, em lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ ngay di trí cầu Mỹ Thuận mình chị về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 3 phút, khoảng cách là 52 km. Còn anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, em lấy điểm là bến xe miền Tây mà anh chị về tới đây. Thời gian đi là 1 giờ 33 phút, khoảng cách là 66 km. Đó là vừa rồi em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Giờ để em sẽ đi hết vào phía mặt tiền, sau đó em sẽ tiến vào bên trong cho anh chị mình xem cho nó chi tiết cụ thể của cái mảnh đất mình luôn. Ở à, đối diện đất mình thì cũng có nhà người ta ở đâu hết ha. À, anh chị thấy nè. Đây là mình đi dài lên tên phía bên đây luôn, cũng là con đường đá xanh luôn nha anh chị. Lưới hàng gạo B40 đầu có hết trơn luôn rồi nè. Nói chung đó là tiền nào của nấy à, anh chị Nó giá nó mềm á thì nó có một cái điểm yếu là phía trên mình có cái đường dây điện đó. Đường dây điện cao thế. Cho nên cái mảnh này anh chị có thể mua về cắt một cái ngôi nhà nhỏ nhỏ gọn gọn thôi là được nha rồi hoặc là anh chị có thể làm vườn trồng cây ăn trái phía dưới nhưng mà đừng trồng cây gì cao quá thôi cái điểm mạnh là gần quốc lộ 1A rồi về chợ Long Định rồi quỹ ban trường học thì tầm khoảng 1,5 km đó còn đường mình là đường thông đường có bản dự án mở rộng ra hai mét rưỡi nha anh chị đây thì nhà dân người ta cũng đều có luôn nói bên đó có cái nhà mòn còn bên đây thì nhà của 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 anh ta đây đi tới đây là hết nè anh chị đường dây điện mình nó quấn cái độ xéo gì nè cho nên mình có thể cắt nhà được cái phía bên kia nó phía sau ngoài phía ngoài chót á đây anh chị nhìn thấy ha cái à, 250 triệu này á thì anh chị cắt nhà phía bên đó nha còn cái bên mà 300 triệu á, anh chị cắt cái nhà phía bên trước này nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ là xã Long Định của huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang thì anh chị liên hệ cho em theo số điện thoại là 039 545 4645. Em sẽ trực tiếp dẫn anh chị mình đến xem cái mảnh đất này. Được thì anh chị có thể mua nha, gặp chủ để mua. Tại vì bây giờ mà 600 m2 mà giá 250 triệu thì thì nó rất là rẻ rồi. Thì nói tiền nào của nấy nhiều nói, rẻ thì có điểm yếu của rẻ. Phía trên mình có cái đường dây điện. Nhưng mà em quên nữa Tông đất mình là cây hàng năm khác nha anh chị Cây hàng năm khác Nó thì mình cắt cái nhà nhỏ nhỏ thôi Gọn gọn là được rồi Đây thì mình ra quốc lộ 1A gần Đây nghe tiếng xe chạy ngoái luôn á anh chị Giờ để em bước vô trong cho anh chị xem nha Ở đây thì chủ cũng đang dự định cắt một cái Cái nhà nhỏ ở đây nè đó anh chị thấy ha. Khí mẻ trong Giờ dạ, là... em sẽ bước vào bên trong cho anh chị mình xem nha. Bên trong mình có gào lưới B40 đồ hết trơn luôn rồi. Nói ha. <laughs> cái uh, trụ uh, dây điện hiện nằm bên kia anh chị cắt nhà bên đây uh, thì được nè còn cái uh, mảnh 250 triệu anh chị cắt nhà phía bên kia hiện tại trong đất mình là đang trồng mít nha anh chị bên trong mình có một cái uh, ao một à một cái ao duy nhất luôn cái ao này sau này anh chị về có thể uh, nuôi cá, thả cá đâu cũng được nha. Nếu anh chị mua hết á, thì giá 550 triệu. Mua hết thì uh, chủ uh, sẽ bớt lọc cho mình nha. Còn anh chị nào mà điều kiện thấp thấp á, anh chị mua khoảng 600 mét vuông thì uh, chủ cũng bán nha. Nền bên đây á, thì chủ sẽ bán là 300 triệu. Còn nền bên kia á, ngang là 27, sâu vào 22 mét mấy á, thì cũng uh, 600 mét vuông. Thì chủ sẽ bán là 250 triệu trong đất mình nó thì sạch đẹp không có màu mã gì hết nha anh chị nhưng mà cái bên thì có nha bên đó bên đất người ta nói chung là nó còn đang trống em đứng đây, em quay thì anh chị cũng nhìn thấy tổng quan nó rồi nè và cái đường dây điện ngay vị trí này em quay lên cho anh chị xem nè nó ngay cái đoạn giữa này nha mình cắt nhà bên đó còn cái phía bên đó thì mình cắt nhà bên đây nói chung là ngược lại đó Nói xung quanh đây thì nhà cửa người ta cũng rất đông ha bên đó cũng có nhà nè rồi ngay phía đó cũng có nhà ở luôn. Nói chung là nhà dân ở đây thì cũng nhiều nè. Đây. Rồi bên đó nữa. Nhìn thấy thì tổng quan. Tông đất mình có ganh giới đầu gõ gàng. Lưới gào chủ cũng đã cầm rồi. Cho nên vấn đề ganh giới thì anh chị an tâm. Và cái địa chỉ của mình là xã Long Định của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Cách vị trí chợ Long Định là 1,5 km nha anh chị. Và cái diện tích mà chủ cắt ba 3 bán là ngang 27 sâu vào 22 mét mấy tổng diện tích là 600 mét vuông là bên đây chủ bán 300 triệu còn bên kia ngang 27 và chiều sâu là cũng 22 mét mấy tổng diện tích cũng 600 mét vuông luôn là chủ bán 250 triệu còn nếu anh chị mua hết đó là 1.214 mét vuông thì chủ sẽ bán là 550 triệu và nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ xã Long Định của huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang thì anh chị liên hệ cho em theo số điện thoại trên màn hình nha. Hoặc anh chị kết bạn Zalo với em số đó rồi em sẽ gửi sổ hình ảnh thửa đất cho anh chị mình xem cho nó chi tiết và cụ thể luôn nha. Rồi đến đây thì em cũng xin kết thúc video. Hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo. Rồi em xin chào anh chị ạ.